Inlay online sứ và chám răng composite, lựa chọn nào phù hợp cho nụ cười hoàn hảo? Sức khỏe răng miệng không chỉ là yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống, mà còn là bí quyết giúp bạn tỏa sáng trong mỗi nụ cười. Nhưng khi răng bị tổn thương, bạn nên chọn inlay online sứ hay chám răng composite? Hãy cùng tìm hiểu. Chám răng composite là phương pháp phổ biến, với ưu điểm là khả năng thẩm mỹ tốt, thời gian thực hiện nhanh chóng và chi phí hợp lý. Tuy nhiên, nhược điểm là độ bền không cao, dễ bị mài mòn và đổi màu theo thời gian. Trong khi đó, inlay online sứ là một giải pháp tiên tiến hơn, được chế tác từ sứ cao cấp. Inlay và online sứ không chỉ khôi phục chức năng nhai, mà còn bảo vệ răng khỏi tác động lâu dài. Lợi ích lớn nhất của inlay online sứ là độ bền vượt trội, khả năng giữ màu lâu dài và cảm giác tự nhiên như răng thật. Vậy, nên chọn phương pháp nào? Điều này phụ thuộc vào vị trí răng cần phục hồi, mong muốn thẩm mỹ và ngân sách của bạn. Nếu bạn tìm kiếm một giải pháp thẩm mỹ và bền bỉ, inlay online sứ là lựa chọn tối ưu. Ngược lại, chám răng composite phù hợp hơn nếu bạn cần một giải pháp nhanh chóng, tiết kiệm. Nếu bạn đang có bất cứ vấn đề gì về răng miệng, đừng ngần ngại liên hệ đến nha khoa quốc tế Kaizen, số hotline để dưới màn hình nhé.